đó mọi người, thì mình mới vừa tuyển xong được tầm khoảng chục cá ivory nhiễm nè cho một người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì đợt này cá size nó hơi nhỏ hơn tí so với hôm bữa nha các bạn, do là cá mới vừa biết đóng máy thôi ha. Mặc dù vậy nhưng cũng vẫn rất là đẹp luôn, để mình show cho bạn xem. Thì mình vẫn còn phải đi lựa thêm một combo bộ của bộ full gold nữa. Thôi để mình show cái này cho bạn trước, rồi giờ mời các bạn đồng hành của mình là đi bắt cá full gold nha. Đây, màu mè rồi lên rồi ấy đồ đẹp ha. Form rồi đã đủ hết rồi. Bây giờ hóc môn rồi. Còn nó xin sang một cặp full gold gen vô, thành ra thôi để mình sang luôn. Đó, thành ra sẽ có hai con gold, một con trống ri bông và một con mái gen. Giờ tổng cộng là 2 4 6 8 9 9 con máy, 9 con cá máy Yuri nhiễm. Thì do cá hơi nhỏ cho nên là mình tặng thêm hai con. Đó, mình tặng thêm hai con cá trống nha mọi người. 10 cặp mình tặng thêm hai con cá trống do là size cá hơi nhỏ. Đó. Thì mình nói rõ ràng như vậy. Thôi bây giờ để mình dẫn mọi người đi ra soạn hai cặp full gold giống nha. Quên nữa nè các bạn, giới thiệu với mọi người luôn, ở đây là một trong những con mái mà đẻ ít nhất mình từng sở hữu ở cái lứa đẻ đầu tiên này. Đây chỉ có 10 con cá con thôi đó, và cá con đẻ ra cực kỳ nhỏ luôn, nhỏ chiếu à. Mình thấy nó mang cái bụng cũng kha khá mà sao nó đẻ ít quá mọi người đó. Ơi nó đẻ thì nuôi thôi, không thành vấn đề gì, hơi hao hộ tí ơi. Đi nha các bạn, nước này thì mình đã ấy sẵn rồi nè. Cá ngoài này thì mình đẩy, trời thì đang mưa lắc rắc một hai hộp do bão đó các bạn, cũng hơi ấy chút là ngày nào mình cũng phải đi hút cặn hết. Mình nói thật, do là thời tiết xấu cho nên là mình phải giữ vệ sinh mấy cái hồ cá của mình để đảm bảo mấy con cá nó ổn. Để mình vớt cái này, phải chắc phải xài cây vợt mới được rồi mọi người ơi, vớt tay không ngon. Cái này phải vớt hai tay quá. Nè, một con mái nè. Đó, mái nha mọi người. Một. Nó nằm mé bên đây, nó hơi trái tay của mình. Lùi qua mấy bên đây cho nó ra chút. Bay này là tầm 2 tháng 2 tháng rưỡi tuổi thôi, nhưng mà do là mình nhốt chung trống, nhốt chung trống từ ban đầu luôn, trống gen mình nhốt chung với mái ri bông luôn, thì có thể là cá nó sẽ mang bầu. Con này để mình coi kỹ coi, rồi con trống nè, hai trống này sáng màu nè. Đó. Rồi còn một mái nữa, để mình coi coi mái nào ok nhất. Nè. Mái này nè. Mái này nè. Trời. Ồ con này là trống chứ. Ha, bình thường thì mình làm nhanh lắm, do là bây giờ á một tay cầm điện thoại quay video, một tay vớt, thành ra nó hơi lâu một tí. Nè, con này ngon nè. Tất cả phải đứng dậy, phải chọn dậy. À, máy nó này nha mọi người. Đó. Hai cặp. À. Mọi người thấy lên cái nền là thấy nó khác liền. Thấy chưa? Đẹp nha. Con lên. Hay, mình đã trở lại rồi đây. Anh em nó đem cái cần khoan qua nó trả cho mình. Đấy, thì mình còn nè mọi người. Cá thì vẫn còn, cá tơ đang form nha. Thôi giờ mình đậy lại. Mưa nhiều thành ra mình sẽ đậy nó. Mấy cái hồ này là mình hầu như là mình sẽ đậy nhiều lắm. Do cái này hồi sáng này nè, mình hút cặn cho tụi nó. Ra mới kéo kéo nó ra chút xíu. Cái đậy bớt hết. Đây, cá đã soạn xong.
để một lát mình quay video mình gửi hình ảnh cho bạn kia đó. Hồi nãy vớt trong tay thì nó khác, nhưng mà lên trên này mấy bạn thấy lên lành đen rồi là nhìn thấy rõ ràng nhất đó. Combo hai cặp như vậy sẽ là 300k ha. Để đây đi, một lát thì mình sẽ ấy. Rồi bây giờ thì mình dẫn các bạn đi quanh đây. Mình có cái này khá là thú vị cho mọi người xem. Để mình lấy miếng nước. Mình lấy miếng nước nha. Hôm nay là sáng sớm, là mưa sớm nha các bạn. Sáng mưa sớm lắm. Chỗ này nó hơi bừa bộn chút, mình còn phải dọn dẹp cái chỗ này lại nữa. Qua này mưa gió thổi bay đồ, đồ bay tứ lung tung hết. À mọi người, nó không có gom nhưng mà mình có thể vớt được bo bo nha các bạn. Nè, nó kết quả nuôi bo bo của mình nha. Tuy nó không có gom nhưng mà mình có thể vớt được. Hôm nay thì sẽ thu hoạch bo bo cho cá ăn. Đó, vớt vài giờ cái nó được như đây rồi. Mình làm chừng 20-30 lần giống vậy nữa là mình được một cử cho cá ăn no rồi nha các bạn. Nha. Thả vào đây rồi chờ một chút xíu mình sẽ đem lên mình rửa lại. Thì mọi người chờ mình tí nha, giờ rủ mọi người đi vớt chung quá thì nó cái vợt của mình nó nhỏ quá, giống như vậy, cái vợt của mình nó quá bé để mình phải làm một cái vợt bự, mình làm cái này mới được. Nó vợt bé quá ra vớt nó không ấy, không ngon dữ. Mình không có sử dụng mấy cái đồ kích bo bo cho nên là nó không có rộ mà cái kiểu mà bạo phát bạo tàn. Cái này phải chui vô góc đồ, vớt trong góc đồ. Đó. Nãy giờ là được như đây rồi nè mọi người. Chờ mình chút nha. Mình đại phát thần ngụ uy cái là hả? Mình vớt xong rồi rồi mình cho mọi người xem. Bây giờ thì mình sẽ tập trung mình vớt ha. Nhìn qua camera thì sẽ không có thấy rõ con bo bo lắm, đem lên đây thì thấy, nhưng mà ở dưới hồ nó là đen mình không thấy rõ lắm. Rồi mình đã trở lại rồi đây, sau một lúc đại phát thần quy thì đây đây là số lượng bo bo mình vớt được trong buổi sáng ngày hôm nay. Hơi ít chút nha mọi người, mới mà đó. Với lại bo bo của mình nó hơi bị thiếu ánh nắng cho nên là nhìn nó hơi đen đúng không, và nó đỏ chút nữa nhìn là bao hơi luôn thôi, nhưng mà kệ, cũng đủ cho mấy con cá con ăn nha các bạn. Bữa nay thì cũng mưa gió dữ quá rồi, nói chung là cũng mình cũng cho ít cho cá nó ăn nhiều lắm, xương xương là được rồi. Bị bên cạnh đó thì mình có trùng nè, có trùng hoặc Atomy thì mùa mưa mà chịu rồi. Mình nó thì lều mình cho ăn trùng luôn, nhưng mà cái lời khuyên của mình thì nó lại đi trái ngược lại với cái hành động của mình đó. Lý do là mình cũng tự tin vô cái cách xử lý trùng của mình. Còn mà các bạn mà muốn đảm bảo thì mọi người có thể là cắt trùng luôn, không có nên cho ăn trùng đó. Thì đây cái bài này là mình mới đem lên ngày hôm qua mới thôi, cá cũng còn hơi nhát đấy các bạn thấy sáng ra nè. Nước không? Bạn biết tại sao nước không? Vì hồi tối trời lạnh á, mấy cái mặt hồ kiến này nó bị đọng xương, chứ là mưa gió nó tạt vô. Hồ nào cũng vậy hết. Hai hồ kiến rồi là dễ bị nè, đọng xương là mọi người thấy không? Lạnh lắm. Tối nay trời lạnh.
Cũng may là sáng mình thăm cá thì thấy mấy đàn cá nó cũng tương đối là nó Ok. ha, nó khỏe, nó không có gì hết, ngoại trừ một bé cá trống già nó bị sốc nhiệt nó ra đi thôi. Thì điều đó đều hiển nhiên rồi, cá già mà sức chịu đựng nó kém, thêm là cá trống nữa, cá trống thì nó hay bị kiệt sức trong cái quá trình mà dí mãi lắm. Ngày nào mình cũng phải hút cạn hết nha. Quá trời không. Cái gì cái chứ mưa thì mình kỹ thì chắc ăn cho mình hơn nha các bạn. Sợ là sợ mấy con trống này nó hay bị sốt huyết đuôi nè. Mình nói thiệt, nuôi Yuri á, cái tình trạng sốt huyết đuôi mình thấy nhiều hơn so với những dòng khác. Mình không nói tới Lutobat, không nói tới những bản biết theo nha. Những bản biết theo á, thời tiết thay đổi sao mình thấy nó dễ bị sốt huyết đuôi, cháy đuôi đồ nhiều á. Nhất là mùa lạnh, gió mà nhiều cái rồi là dễ bị dữ lắm luôn. Đó. Sương sương thôi. Cho có chút đỉnh. Có chút đỉnh mùi vị đồ vật hoang dã rồi. Bài này mình mới vừa tách trống máy cho nên hơi nhát. Mình tách ngày hôm qua. Trống nó dưới này nè. Nè, trống của nó nè. Cố gắng nuôi cho mấy con trống của nó ú. Đó. Có bo bo. Chiều nay mới có ạc đô mi. Ha. Trùng thì máng mình cố gắng mình giữ trong máng nó có mơ mơ chứ cũng không có thể nào mà đang form mà an toàn, muốn an toàn thì phải cắt trùng, còn nếu mà liều như mình đó thì cho ăn luôn, rửa sạch, phải xử lý sạch, chủ yếu là xử lý sạch mới được đó. Như là cá của mình nó lúc nào nó cũng nằm ở cái tình trạng gọi là no đủ hết, cho nên là nó không có một lần nó ăn quá nhiều. Bạn thấy cho ăn vậy chứ không phải là một lần nó sẽ ăn quá nhiều. Sương sương hả? Mùa này nếu mà nói thẳng ra nghệ thuật nuôi cá với màu là chỉ cần bạn biết gì không? Chịu khó cho ăn nhiều lần. Bạn không cần cho ăn nhiều nhưng mà cho ăn nhiều lần là an toàn nhất. Này bộ rồng của mình nè. Đó, cái hồ quá chừng không động xương đó, để mình lau cái cho bạn thấy cho rõ. Đồ rồng sọt nha, rồng sọt BDS thấp môn đấy. Sao sao vĩnh càng vậy, này có sao không, hết hồn, tưởng đâu như con cá mái nữa thì thôi rồi, chắc nó khóc hết nước mắt. Xuân thôi, chút đỉnh thôi mấy đứa ơi, số lượng bo bo có hạn mà chỉ cho được gốc bên đó ăn với lại trong nhà thôi. Này các con, cái mái này con mái đẻ nãy của mình nè, cho ăn miếng luôn. Con này thì bầu ha. Thôi. Đó, công việc buổi sáng ngày hôm nay của mình thì sau khi cho cá ăn thì có thể nói là coi như là xong hết 50% rồi đó, phân nửa rồi đó. Mình còn cá beta ấy, đúng rồi, cá beta chưa cho ăn, cá la hán chưa cho ăn. Tóm lại mấy con cá săn mồi thì mình chưa cho ăn, cho cá với màu ăn trước đó nha mọi người. Thôi bye bye, tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình từ nãy tới giờ. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình.